chuyện thì cũ rồi, giờ nhắc lại. Đầu tiên á, thôi cho Ly tổng chào cả nhà nhá. Đầu tiên thì mình chúc mừng Việt Nam đã chữa bệnh được cho phi công người Anh, từ một người đã có khả năng phải ghép phổi mà bây giờ là phổi đã phục hồi được 60%. Và cái tiền thì hết khoảng 3,5 tỷ. Nhưng mà tiền đó thì nhà nước mình không phải trả mà phi công cũng không phải trả. Tại vì phi công này có mua bảo hiểm và bên bảo hiểm thì họ trả hết. Và hiện nay thì báo chí Anh rất là ca ngợi cái y tế Việt Nam, rồi ca ngợi cái sự thành công của Việt Nam, đó là cái niềm vui đầu tiên. Cái một cái buồn, một cái là hôm nay lý do mà Ly lên đây nói á, là Ly nói về cái chuyện là ở Hải Phòng có ý định đặt tên đường một cái người này, thì người này mình cũng không nói là Việt gian hay gì hết, nhưng mà cái nhân vật này hiện nay đang gây nhiều tranh cãi lắm. Đó, mà những người mà không tìm hiểu thì cứ thấy họ có tên đường thì cứ nghiễm nhiên nghĩ là ông ấy là người có công với đất nước. Và ngay ở trong sách lịch sử thì ông Nguyễn Trường Tổ cũng đang có một cái bài là viết là lịch sử, là nói là những bản điêu trần của Nguyễn Trường Tổ, những bản điêu trần để cách tân đất nước á, của Nguyễn Trường Tổ á. Và trong đó có đề cao Nguyễn Trường Tổ là Nguyễn Trường Tổ yêu nước, muốn đất nước giàu mạnh. Còn tại sao mà triều đình Tự Đức lại không áp dụng cái bản điều trần của Nguyễn Trường Tổ, thì đổi cho triều đình Tự Đức là bảo thủ lạc hậu đấy. Nhưng mà nhân vật Nguyễn Trường Tổ đó quý vị, thôi để Ly nói sau cái nhân vật này. Thì Ly nói chuyện với vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đó, thì Ly sẽ nói ra những điều này và quý vị sẽ sâu chuỗi lại nhé. Thì năm 2001 đấy, thôi cho Ly chào là một lần nhé. Quý vị làm ơn nghe cho kỹ và ta sâu chuỗi lại trong cái suốt cái quá trình lịch sử mà nói sửa sử này, lật sử này. Rồi có những cái vấn đề như là đài truyền hình đưa Lệ Xuân, đưa hình ảnh Trần Lệ Xuân lên nè, rồi những cái gì mà ấy thì lại không nói, mà nói chung là để quý vị sâu chuỗi lại báo Tuổi Trẻ, đài truyền hình vân vân nha. Thì năm 2001 có một cái nhân vật là ông này là một ông này cũng một dạng trí thức, một con chiên mà một trí thức. Ông này thì lớn hơn Bắc Quang, lớn hơn giáo sư Nguyễn Mạnh Quang khoảng tầm 5-6 tuổi. Ông ấy sống ở Canada, ông ấy dạy triết ở dưới thời Ngô Đình Diệm. Ông ấy dạy trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, mà ông dạy triết dưới thời Ngô Đình Diệm. Đấy, thì ông ấy sống ở Canada, mà ông ấy đánh đường sang Mỹ tới tận nhà Bắc Quang. Nghe, quý vị nghe cho rõ nhé. Ông ấy tới tận, ông ấy là lúc cái tầm 2001 là ông tầm 70 tuổi rồi, mà ông ấy sống ở Canada, mà ông ấy đánh đường tới nhà giáo sư Nguyễn Mạnh Quang. Và ông ấy kêu Bắc Quang là không viết sách nói về đạo Công giáo nữa, đặc biệt là không nói về những cái nhân vật như là Nguyễn Trường Tổ rồi Trương Vĩnh Ký vân vân. Tóm lại là kêu Bắc Quang ngưng lại, không viết sách nói về đạo Công giáo. Thì Bắc Quang không chịu. Thì sau đó là thì ông ấy gặp cô Châu, gặp vợ phu nhân giáo sư Nguyễn Mạnh Quang đó. Tại vì phu nhân giáo sư Nguyễn Mạnh Quang vốn dĩ là một con chiên đã tỉnh ngộ. Thì ông ấy nói với cô Châu đó, thì từ nay Ly quen miệng thì Ly gọi là cô Châu nhé. Cô Châu là tên của giáo sư Nguyễn, vợ giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, tên thật khác, nhưng mà tên ở trên Facebook ấy thì Ly quen gọi là cô Châu. Thì cái ông này lại nói chuyện riêng với cô Châu rằng là cô Châu hãy làm bổn phận của một con chiên, tức là khuyên chồng, tức là giống như gây áp lực làm sao để Bắc Quang không viết về Công giáo. Thì cô thì giống như vợ của học giả Charlie Nguyễn á, cũng bắt học giả Charlie Nguyễn là phải chọn hoặc viết về Công giáo hoặc là vợ con. Thì Charlie Nguyễn á, ông học giả Charlie Nguyễn, ông ấy chọn là đi ra sống vỉa hè để được viết lên sự thật tội ác của cái tà đạo đó. Cái tà đạo mà ông ấy nói là gia tộc ông đã lỡ theo. Thì cô Châu trả lời như vậy nè,
À, ông ấy nói, ông Ly nhắc lại là ông đó là giáo sư Nguyễn Văn Trung. Thì cô ông Trung đó mới nói cô Châu là hãy làm bổn phận một con chiên là phải bảo vệ cái tôn giáo của mình. Thì cô Châu nói thầy không phải nói. Thầy tại vì cô Châu á thì thua chồng, tức là giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, thì Ly nhắc lại là giáo sư Nguyễn Mạnh Quang năm nay 86 tuổi, mà cô Châu á là 74 tuổi, có nghĩa là thua bác Quang một giáp. Mà cái ông giáo sư kia lại hơn bác Quang 5-6 tuổi, cho nên cô Châu xưng thầy và gọi gọi thầy xưng con. Thì cô Châu nói thầy không cần phải nói, thầy đã đến tận nhà con là con biết thầy muốn nói gì rồi, nhưng thầy hãy để cho con thầy hãy để cho con muốn chứng minh là người công giáo vẫn còn một người biết nói sự thật. Đấy, cô Châu trả lời như vậy. Thì ông này ông ấy là thấy là ông ấy, tức là Ly, sau khi Ly trao đổi kỹ với vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang ấy, thì Ly mới thấy là họ có một cái chiến lược hẳn hoi nha quý vị, mà chiến lược này lâu rồi. Có nghĩa là sau đấy đó thì cái ông Nguyễn Văn Trung này đó, ông ấy thấy thuyết phục vợ chồng giáo sư Quang ngưng ngưng viết về công giáo không được á, thì ông ngả bài cào luôn. Ông ấy nói là chỉ trong vòng 5 đến 6 năm nữa, ông khẳng định nhá quý vị, ông nói là chỉ trong vòng 5 đến 6 năm nữa, Ly nhắc lại là cái năm ông nói là năm 2001, chỉ trong vòng 5 đến 6 năm nữa thì Cộng sản Việt Nam sẽ viết lịch sử theo như dưới thời Ngô Đình Diệm. Ông khẳng định với bác Quang như vậy. Vậy thì bây giờ cái này thì cá nhân Ly suy luận nha. Họ đã mua, họ công giáo họ đã mua một số người trong nước rồi. Mua đó những ai thì quý vị có thể suy luận ra. Cái này mình không có chứng cứ, mình không thể nói toẹt ra được. Nhưng mà Ly thì Ly biết ai ai. Ví dụ nhé, tại sao Ly nói là hôm trước Ly đã có một cái live nói về cái nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu. Một cái nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Đầu, ông ấy sinh năm 1920 trong một gia đình công giáo ở Hà Nội. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, ông không hề tham gia. Mà bây giờ ví dụ nhé, những cái tác phẩm mà dựa vào cái một một dựa vào cái tư không hề tham gia trong hai cuộc kháng chiến. Trong hai cuộc kháng chiến đó ông làm gì? Rồi bây giờ ông nghiên cứu lịch sử, tại sao lịch sử thì cũng như là quý vị thấy là họ luôn làm nhẹ tội cho cái đạo công giáo. Họ luôn, tức là họ viết lịch sử là họ, cho nên Bác Quang mới có cái bài là gì? Những sai lầm và thiếu sót trong bộ sử 15 tập. Đặt sai lầm thiếu sót này là sai lầm thiếu sót cố tình hay là vô tình. Rồi tại sao lại có một cái đồng loạt, nó giống như là nó rất là ăn khớp nhau. Đài truyền hình, báo Tuổi Trẻ có những cái mà chúng ta đã thấy rồi, rồi vinh danh Ngụy, rồi bỏ tên Ngụy, rồi đặt tên đường thằng Rốt, rồi bây giờ tiếp tục Hải Phòng lại đề nghị đặt tên đường Nguyễn Trường Tộ, mà Nguyễn Trường Tộ, Trương Vĩnh Ký là những cái người này thì từ xưa đến giờ quý vị cũng như hiện nay Ly đang dạy thì sách vẫn ca ngợi họ, nhưng đã những cái học giả ở nước ngoài họ đã trưng ra những cái bằng chứng là những lá thư viết bằng tiếng Pháp của Nguyễn Trường Tộ, của Trương Vĩnh Ký gửi thư cho Pháp thời điểm nào thì thích hợp để đem quân vào xâm lược nước ta. Họ đã trưng ra bằng chứng như vậy và họ đã có những bài cãi gọi là bút chiến. Những cái học giả nước ngoài đã có những bài bút chiến với chính ông Nguyễn Đình Đầu. Tại vì ông Nguyễn Đình Đầu thì ca ngợi Nguyễn Trường Tộ, ca ngợi Trương Vĩnh Ký là những con chiên. Thì những cái người mà gọi là có những cái nhà trí thức hải ngoại ấy, họ đã có bằng chứng và họ đã tranh luận công khai ở trên mạng rồi. Với những cái người như là ông Nguyễn Đình Đầu, ông Phạm, ông Dương Trung Quốc vân vân rồi. Thế mà nhưng mà họ đó, họ vẫn cứ họ giống như kiểu họ
họ không có sửa, họ không có sửa, hoặc là họ giờ họ không dám sửa sai, hoặc là họ cố tình họ để dạy. Vậy thì bây giờ lại tiếp tục, nước Việt Nam thiếu gì tên, thiếu gì người quý vị, thiếu gì người có công với đất nước. À, mà tại sao không đặt tên? Mà bây giờ lại rầm rộ lên đặt cái tên Nguyễn Trường Tổ ở Hải Phòng là Hải Phòng. Tại sao lại đặt tên đó? Bởi vì Hải Phòng bây giờ một cái thành phố như thế nào quý vị biết rồi. Thì bây giờ theo quan điểm của Ly này nè, nhân vật Nguyễn Trường Tổ, Trương Vĩnh Ký là những nhân vật bây giờ đang gây tranh cãi, đúng không nào? Thì bây giờ ngay trong sách Ly mới nói rất nhiều người rồi. Ly nói nếu mà Ly đã nói đến những cái người mà cũng có thẩm quyền chút á, nếu có khả năng, nếu có điều kiện hãy thay lịch sử, những bỏ những cái bài đấy. Hiện nay Ly nói thật luôn, đến cái bài đó Ly nói với học trò là bài này cô không dạy cho các em nghỉ, bởi vì cái nhân vật này hiện nay đang gây tranh cãi. Tại sao những cái nhân vật đang tranh cãi mình không bỏ ra đi tìm, rồi làm cho ra ngô ra khoai đi, rồi hẳn đưa vào, mà người ta cứ đưa vào, mà cái này Ly sợ là họ cố tình đưa vào để chạy tội cho cái đạo Công giáo quý vị nha. Rồi cho nên mà Ly mới nói là tại sao mà cái bài mà Ly nói rồi, tất cả những gì anh Hoàng Duy Hùng nói Ly không phản đối, nhưng mà cái gì mà anh nói không đúng thì Ly phải phản biện. Chẳng hạn như anh nói là quý vị có tin rằng là những ông linh mục quậy phá bao nhiêu năm nay như vậy mà không liên quan đến hội đồng giám mục, không liên quan đến tòa tổng giám mục không? Không bao giờ. À, không bao giờ. Họ nói gì, họ làm gì đều được, họ có cái sự kết hợp không chỉ ở trong nước mà với cả hải ngoại. Trong nước thì cứ quậy đi, họ biết rõ là nếu như nhà họ còn mong nhà nước Việt Nam mình đụng tới để họ ăn vạ mà, thì ở ngoài, ở bên ngoài, các cái thế lực bên ngoài sẽ hợp lực lại để là ăn vạ đó. Rồi cũng như vừa rồi mới đây ở bên Mỹ á, quý vị đọc lại cái tác phẩm là Việt Nam máu lửa quê hương tôi của ông tướng Đỗ Mậu, là một ông tướng mà gắn bó với Ngô Đình Diệm từ lúc Ngô Đình Diệm chưa về làm tổng thống. Thế mà ông Đỗ Mậu ông đã viết cái cuốn Việt Nam máu lửa quê hương tôi, ông ấy vạch ra trong những cái tội ác của Ngô Đình Diệm và kết luận là triều đại Ngô Đình Diệm phải chấm dứt. Và không riêng ông Đỗ Mậu, ông Kỳ, ông Thiệu, tất cả những cái ông từ tướng tá đến dân đều căm phẫn cái chế độ đó. Nhưng tại sao vừa mới đây ở tại cái bang mà anh Hoàng Duy Hùng ở đó thì người ta lại vừa dựng lên một cái tượng đài Ngô Đình Diệm, và trong đó họ lại đưa cả vua Quang Trung lên để họ xây dựng cái tượng đài. Nhưng một cái clip trong vòng có 15 phút, hơn 15 giây, mà dành toàn bộ thời gian hơn 15 phút là nói về Ngô Đình Diệm, còn vua Quang Trung chỉ là cái nó mượn đầu heo, nó bán thịt chó, nó đánh tráo khái niệm, ý là nó có tinh thần dân tộc cho nên mới vinh danh ông Diệm với ông vua Quang Trung, trong khi vua Quang Trung là một vị vua gọi là bách chiến bách thắng, lật đổ chính quyền họ Nguyễn ở đằng trong, tiêu diệt 5 vạn quân Xiêm ở rạch Cơm Xoài Mút, rồi lật đổ chính quyền họ Trịnh ở đằng ngoài, rồi đánh tan 29 vạn quân Thanh và bắt tay vào xây dựng đất nước. Thì vua Quang Trung chết đột ngột lúc mới 40 tuổi. Mà cái chết của vua Quang Trung đó, thì Ly đã nói chuyện với bác Võ Đông Cung, thì Ly nói bác có nghi ngờ gì cái chết của vua Quang Trung? Chính bác Võ Đông Cung, một con chiên tỉnh Ngộ, bác nói là bác nghi là khi đấy, thời điểm đấy vua Quang Trung quá mạnh đi. Một người mới 40 tuổi, đang ở cái tuổi sung sức nhất của người đàn ông, mà đã bách chiến bách thắng, đánh tan 29 vạn quân Thanh, mà lúc đấy là vua Càn Long là một ông vua rất là lão luyện, mà vua Quang Trung cũng đánh thắng. Thì lúc này vua Quang Trung là một cái càn ở trong mắt những cái tên giáo sĩ đi truyền đạo. Nếu như còn vua Quang Trung sẽ khó để mà gọi là công giáo hóa Việt Nam mình, biến người mình thành người công giáo hết, cho nên á phải tìm cách tiêu diệt vua Quang Trung. Và trong cái lời thề dòng tên của những cái tên giáo sĩ đó thì họ luôn có họ đi truyền đạo thì họ sẽ có những cái độc dược, và
cái chết của Vô Quang Trung là có dính dáng, tức là cái này không có phải là chính sử nói nha quý vị, là có. Rồi sau Ly vừa nói chuyện một một cái người ở bên Mỹ ấy, họ cũng nói vậy, họ cũng nói là cái chết của Vô Quang Trung chắc chắn là do bị bọn giáo sĩ đầu độc đó. Bởi vì và kết luận lại này, nếu Vô Quang Trung không chết, có năng rất nhiều Việt Nam không bị gần 100 năm thực dân Pháp đô hộ. Đấy, thì quay lại vấn đề nhé. À, bây giờ á, là hãy thể hiện cái trách nhiệm, cái quyền lợi của người dân. Thế thấy người ta đề nghị đặt tên đường như cái tên đường Alexander Road ở Đà Nẵng, chính Ly là người nói thật luôn. Ly gặp một anh trung tướng ở Đà Nẵng, Ly phản ánh lên: anh ơi, cái thằng cha này là tội đồ của dân tộc, nó là bây giờ bọn nó vinh danh tên nó, không Việt Nam không thiếu gì người để mà đặt tên đường, anh không được, anh phải làm sao để không đặt tên đường nó. Nhưng mà chúng nó có một cái tập đoàn, nó có một chiến lược rất bài bản, kết hợp cả ngoài nước lẫn trong nước. Nhưng sau đó nhờ chúng ta tỉnh táo và chúng ta đoàn kết, chúng ta mạnh mẽ phản đối, cái đường thằng Rốt ở Đà Nẵng không thành công. Bây giờ lại tiếp tục đặt tên đường Nguyễn Trường Tổ ở Hải Phòng. Đề nghị chúng ta, đề nghị bà con nếu có tinh thần dân tộc, hãy mạnh mẽ, mỗi người có Facebook viết một bài phản đối, không chấp nhận đặt tên đường này. Mình không phản đối gì hết, quý vị không biết về nhân vật này, quý vị cứ nói, bây giờ quý vị gõ vào sách thiếm.net những cái bài mà đối luận với ông Nguyễn Đình Đầu đó, nói về cái nhân vật Nguyễn Trường Tổ và Trương Vĩnh Ký ấy, quý vị có thể biết sơ. Nếu quý vị làm biếng không muốn đọc, quý vị cứ nói vậy nè: cái nhân vật này bây giờ đang tranh cãi, nếu đang tranh cãi tốt nhất không dùng để đặt tên đường, để không gây ngộ nhận cho con cháu. Bây giờ nè, một cái tên đường thằng Rốt đang nằm sờ sờ ra ở thành phố Hồ Chí Minh, Ly đang tìm cách để, Ly đang nói là để viết một cái đơn để đưa nộp lên ký, để đưa cho mọi người ký và sau đấy nộp lên, gửi lên cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị bỏ cái tên đường đó, thay lại cái tên đường khác. Mà Ly bây giờ Ly nói Ly sợ đụng chạm, chứ cái tên đường Alexander Road ở thành phố Hồ Chí Minh là được đặt bởi một người lúc đấy có thẩm quyền, mà đặt một cách trùng lén quý vị. Đặt trong ban đêm, đặt lén, trong khi quy định đặt tên đường là phải làm hồ sơ trình lên ủy ban, rồi là xét duyệt, rồi người ta đồng ý, rồi sau mấy tháng trời, cả năm trời mới được cấp phép. Mà ở đây cái tên đường thằng Rốt là đùng một cái ban đêm gỡ tên của anh, của người, của cái người có tên là Thái Văn Lung xuống và treo cái biển tên đường Alexander Rốt lên, là quý vị biết rồi. Nhưng mà giờ cái nhân vật mà có trách nhiệm đã đưa cái tên ông Rốt đó lên á, là Ly không muốn nói để đụng chạm, khi nào mà thích hợp Ly sẽ nói. Cái ông này cũng bị người ta nói ở trên sách hiếp, thì bây giờ đã sai lầm một lần rồi, ta đừng để sai lầm. Khi đã đặt được rồi á, yêu cầu gỡ rất là khó, quý vị. Rồi